Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên subscribe để theo dõi video mới nhất nhé. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên subscribe để theo dõi video mới nhất nhé.